Chương trình xin được phép bắt đầu. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa quý thầy cô giáo viên nhân viên trường Trung học cơ sở Mỹ Long kính mến. Sau hơn 34 năm công tác trong ngành giáo dục, nay cô Nguyễn Thị Giang đã hoàn thành sứ mệnh trọng người mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Cô sẽ gác mái buôn chèo để trở về với cuộc sống thanh nhàn, tiếp tục vai trò của một người vợ, một người mẹ đầy trách nhiệm trong mái ấm gia đình của mình. Hơn 30 năm lặng lẽ âm thầm lái con đò nhỏ đưa trò qua sông, con đò đã cập bến Hồng, buông chèo gác mái thông dong nhẹ nhàng. Dù không muốn chia tay tạm biệt nhưng vẫn phải tạm biệt chia tay. Cuộc chia tay nào cũng vậy, cũng cảm thấy xót xa, bùi ngùi lưu luyến. Hôm nay, ngày 29 tháng 8 năm 2020, trường Trung học cơ sở Mỹ Long long trọng tổ chức buổi lễ tri ân chia tay với cô Nguyễn Thị Giang về nghỉ hưu theo chế độ. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Đến dự buổi lễ tri ân chia tay hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách quý. Về phía phòng giáo dục đào tạo huyện Cao Lãnh, xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Châu, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Cao Lãnh. Về phía công ty bảo hiểm bảo việt huyện Cao Lãnh, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tiến Giang, xin nhiệt liệt quan ơn. Và Đỗ Minh Thảo, xin nhiệt liệt quan ơn. Về phía thành ngoài khách mời, ông Nguyễn Trung Chánh, huấn luyện viên võ thuật câu lạc bộ Taekwondo, xin nhiệt liệt quan ơn. Còn với sự có mặt của quý ông bà là phó ban, ủy viên ban đại diện cha mẹ học sinh trường, quý thầy cô nguyên là giáo viên nhân viên, cùng với tập thể cán bộ giáo viên nhân viên của trường Trung học cơ sở Mỹ Long, xin nhiệt liệt hoan nghênh chung. Chương trình lễ tri ân chia tay cô Nguyễn Thị Giang hôm nay gồm các nội dung như sau: tập trung ổn định, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu khách dự, phát biểu của lãnh đạo trường, lãnh đạo các cấp, phát biểu của nhà giáo đương chức đọc và trao quyết định nghỉ hưu, phát biểu của giáo viên nghỉ hưu, tặng quà lưu niệm, bế mạc buổi lễ và liên quan. Kính thưa quý đại biểu khách dự, quý thầy cô kính mến, trong cuộc đời mỗi con người ai cũng phải trải qua thời gian học tập, bắt đầu đi làm, thay đổi nơi công tác và kết thúc nơi làm việc. Biết bao kỷ niệm vui buồn, biết bao giờ dạy đã để lại những ấn tượng không thể nào quên. Những buổi dạy đầu tiên đầy bỡ ngỡ, đến những ánh mắt đầy thân thương của học trò, những đêm dài thao thức bên trang giáo án, cũng như những ngày ôn luyện mong sao các em được chắp cánh bay cao bay xa. Những buổi học ngoại khóa, những phong trào thi đua lớn của ngành với bao thành tích đáng tự hào và ghi nhận, trong đó có một phần rất lớn công lao đóng góp của cô Nguyễn Thị Giang, tất cả vẫn như còn mãi trong chúng ta. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến nay cô đã được nghỉ hưu theo chế độ, đó là thuận theo lẽ tự nhiên. Nhưng đến lúc phải chia tay, chúng ta ai cũng thấy bùi ngùi, xúc động. Ôm cũ để biết mới, để thế hệ trẻ như chúng tôi càng tự hào về cô và luôn phấn đấu vươn lên. Mở đầu chương trình buổi tri ân chia tay hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Hữu Hiệp, chi ủy viên chủ tịch công đoàn, sẽ thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường ôn lại quá trình công tác và những công lao đóng góp của cô Nguyễn Thị Giang đối với ngành giáo dục nói chung và trường Trung học cơ sở Mỹ Long nói riêng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Thưa quý khách dự, quý vị, cha mẹ phụ huynh học sinh cùng quý thầy cô kính mến. Hình ảnh người thầy xưa nay được ví như con đò cần mẫn đưa bao thế hệ học trò chinh phục dòng sông tri thức. Như người thợ làm vườn, ngày tháng ươm những mầm xanh. Là một phó viên, chúng tôi luôn rất tự hào và cũng biết
bao trăn trở khi nhận trách nhiệm cao quý và đầy tâm huyết đi hết chặng đường này. Người thầy là biết bao kỷ niệm không phai, biết bao lưu luyến vơi đầy. Hôm nay, trong không khí phấn khởi, hân hoan ngày tựu trường, công đoàn và ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường tổ chức họp mặt chia tay và cũng là sự tri ân sâu sắc với cô Nguyễn Thị Giang, hiệu trưởng nhà trường. Năm đầy ý nghĩa cho sự nghiệp giáo dục. Kính thưa cô Nguyễn Thị Giang, khi cô được về hưu theo chế độ, đó là thuận theo lẽ tự nhiên. Song trong lúc này, đến lúc phải nói lời chia tay, thì ai ai trong chúng ta cũng cảm thấy bùi ngùi xúc động. Trong quá trình công tác, cô đã từng giảng dạy rất nhiều trường, có biết bao kỷ niệm buồn vui. Nhưng tôi tin chắc hơn 34 năm gắn bó với nghề và hơn 20 năm gắn bó với mái trường, cô cũng rất tự hào về đội ngũ thầy cô giáo và tập thể đoàn kết luôn yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, luôn vì nhà trường và vì học sinh thân yêu. Trong đó, cô luôn chân tình, trang hòa, cởi mở với đồng chí, đồng nghiệp, luôn nỗ lực phấn đấu vượt lên những khó khăn về hoàn cảnh gia đình, về sức khỏe bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã cống hiến hơn nửa đời người cho sự nghiệp chồng người. Trong không khí ấm áp, thân tình của buổi họp mặt ngày hôm nay, xin cho tôi được thay mặt toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường gửi đến cô lời tri ân sâu sắc nhất và ghi nhận những đóng góp về sức lực, trí tuệ và tâm huyết của cô vào sự nghiệp phát triển lớn mạnh của đất nước, của nhà trường trong những năm công tác đã qua. Đồng thời tha thiết mong muốn cô sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục công tác, cống hiến tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm của mình vào sự phát triển của nhà trường trong những năm tiếp theo. Trường Trung học cơ sở Mỹ Long mãi mãi là ngôi nhà chung, luôn mở cửa đón cô về gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ, góp thêm những trang sách đẹp cho sổ vàng truyền thống nhà trường. Cuối lời, xin chúc cô sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và mãi không quên những kỷ niệm vui, những tình cảm đẹp của cả hôm qua và hôm nay. Cuối lời, xin chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin kính chào. Xin cảm ơn phần phát biểu của ông Lê Hữu Hiệp, chi quỹ viên chủ tịch công đoàn trường Trung học cơ sở Mỹ Long. Kính thưa quý vị và các dự của thầy cô, chương trình lễ chúng ta thì có một cái sự thay đổi chút xíu trong cái chương trình, đó là phần phát biểu là sẽ phát biểu sau khi chúng ta tặng quà. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đặng Văn Khởi, tổ trưởng tổ văn giáo dục công dân, sẽ đại diện cho giáo viên nhân viên đương chức sẽ có đôi lời phát biểu trong buổi lễ tri ân hôm nay dành cho cô Nguyễn Thị Giang. Xin trân trọng giới thiệu, kính mời. Buổi lễ hôm nay chúng ta vinh dự được đón tiếp thầy Nguyễn Thanh Hội, giáo viên cũ của trường về dự hôm nay. Nhân lời quan ơn. Kính thưa cô Nguyễn Thị Kim Châu, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Cao Lãnh. Kính thưa quý khách dự cùng toàn thể quý thầy cô kính mến. Hôm nay tôi rất là vinh dự đại diện cho quý thầy cô trong nhà trường có đôi lời phát biểu khi cô Nguyễn Thị Giang về hưu. Kính thưa quý thầy cô, tôn sư trọng đạo, ăn quả nhớ kẻ trồng cây là đạo lý tốt đẹp trong truyền thống dân tộc ta. Trân trọng những quá khứ và ghi nhận công lao của lớp người đi trước là yếu tố quan trọng để tạo lập nên những giá trị bền vững cho tương lai. Từ những ý nghĩa sâu xa đó, hôm nay ngày 29 tháng 8 năm 2020 thì tôi có vài lời với cô Nguyễn Thị Lan. Kính thưa quý thầy cô, ta có thể nói rằng
Cuộc đời dạy học của cô Nguyễn Thị Giang là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ học sinh noi theo. Cô đã chọn cho mình con đường người lái đò vì mục tiêu duy nhất, tất cả vì học sinh thân yêu. Nhiều thế hệ học sinh của trường đã trưởng thành vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh một cô giáo tận tụy với nghề trong cuộc sống và trong công tác. Cô là người vượt lên những khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Và một điều rất là vinh dự là cô Giang là một trong những giáo viên hai lần đạt giải giáo viên giỏi cấp tỉnh. Đây là một cái niềm danh dự cho chúng tôi, những người đứng trên bục giảng. Trong thời gian đứng trên bục giảng, cô luôn chân tình, cởi mở, chan hòa với đồng nghiệp và hết lòng vì học sinh thân yêu. Trong những năm ở cương vị là người thủ trưởng, sự chân tình, cởi mở, chan hòa cũng được phát huy. Cô đã xây dựng một tập thể đoàn kết, thân ái để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó. Trong những năm gần đây, sức khỏe cô có phần giảm sút theo tuổi tác, nhưng cô luôn quan tâm đến trường, đến lớp, đến chất lượng giảng dạy của từng giáo viên. Kính thưa cô, hôm nay trước khi chính thức nói lời chia tay với sự nghiệp chồng người, chia tay với sự nghiệp, cô có quyền tự hào về những dấu ấn, những đóng góp của cô đã để lại trong lòng các thế hệ học sinh, trong tình cảm bạn bè và đồng nghiệp. Cô thân mến, thời gian thấm thắt như thoi đưa, cô đã đủ điều kiện được nghỉ hưu theo chế độ nhà nước. Đó là một niềm hạnh phúc và cũng là sự ghi nhận việc hoàn thành nghĩa vụ chồng người của cô. Mỗi chúng ta ở đây vẫn biết rằng cuộc đời là những chuyến đi gặp nhau rồi lại chia ly là thường. Hội ngộ và chia ly là lẽ thường tình, là quy luật của cuộc đời. Vậy mà đến giờ phút phải nói lời chia tay với cô, chúng tôi ai cũng cảm thấy xúc động, bùi ngùi, buồn vui khó tả. Chia tay với tôi, với cô, chúng tôi là những người ở lại nói sự nghiệp chồng người mà đảng và nhà nước giao phó. Không thể nói hết được tình cảm của mình, mà chỉ mong rằng cô mãi mãi là đồng nghiệp, là người thầy, người cô ở trường. Trong buổi chia tay này, chúng tôi xin hứa với cô sẽ phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm xây dựng trường trung học cơ sở Mỹ Long ngày càng phát triển. Lời cuối xin chúc cho cô và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào. Xin cảm ơn phần phát biểu của ông Đặng Văn Khởi, tổ trưởng tổ dân công dân, đã đại diện cho tập thể giáo viên viên chức. Kính thưa quý vị, đến dự buổi lễ tri ân chia tay với cô Nguyễn Thị Giang hôm nay, chúng ta rất vinh dự được đón tiếp bà Phạm Thị Thu Hà, chủ tịch hội khuyến học xã Mỹ Long. Xin được hoan nghênh. Kính thưa quý đại biểu khách dự, quý thầy cô, để ghi nhận công lao của cô Nguyễn Thị Giang sau chặng đường dài trong sự nghiệp chồng người, sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà. Xin trân trọng giới thiệu, kính mời ông Bùi Văn Thanh, phó hiệu trưởng, lên đọc quyết định nghỉ hưu cho cô Nguyễn Thị Giang. Xin trân trọng giới thiệu, kính mời. Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, số 327/QĐ-UBND Cao Lãnh ngày 21 tháng 5 năm 2020 quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010, căn cứ luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014, căn cứ nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định tuyển dụng và quản lý viên chức, căn cứ nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
trước đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lãnh tại công văn số 226/BTTTT ngày 18 tháng 5 năm 2020. Theo đề nghị của trưởng phòng nội vụ huyện, quyết định điều 1, bà Nguyễn Thị Giang, số sổ bảo hiểm xã hội 499-60-16487, sinh ngày 4 tháng 8 năm 1965, nơi sinh xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Chức vụ hiệu trưởng, đơn vị công tác trường trung học cơ sở Mỹ Long, được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2020, nơi cư trú sau khi nghỉ hưu, ấp 1 xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hình thức nhận lương hưu qua tài khoản thẻ ATM. Chủ tài khoản Nguyễn Thị Giang, số tài khoản 650-421-502-2479, mở tại ngân hàng Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Cao Lãnh, nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trạm y tế xã Mỹ Long. Điểm 2, chế độ bảo hiểm xã hội của bà Nguyễn Thị Giang do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp giải quyết theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành. Điều 3, Tránh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng phòng nội vụ huyện, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Mỹ Long và bà Nguyễn Thị Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch đại ký Nguyễn Hồng Sự. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Kim Châu, trưởng phòng giáo dục đào tạo sẽ lên trao quyết định, và xin mời cô Nguyễn Thị Giang sẽ lên nhận quyết định. Và một lần nữa xin mời ông Bùi Gia Thanh, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ tặng hoa chúc mừng cho bà Nguyễn Thị Giang. Xin mời cô Nguyễn Thị Kim Châu, trưởng phòng giáo dục sẽ trao quyết định. Và xin mời ông Bùi Gia Thanh, phó hiệu trưởng sẽ tặng hoa chúc mừng cho cô Nguyễn Thị Giang. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng cô Thư Giang đã nhận quyết định nghỉ hưu. Và xin mời đại diện ban chấp hành công đoàn tặng khung ảnh tri ân. Và xin mời đại diện ban chấp hành công đoàn ạ. Xin cảm ơn cô Châu. Xin mời công đoàn sẽ chụp tấm ảnh lưu niệm với cô Nguyễn Thị Giang. Một cảm ơn tay để chúc mừng cho cô Nguyễn Thị Giang, có được biết thì cô ơi. Dạ, xin cảm ơn công đoàn. Kính thưa quý đại biểu các dự, quý thầy cô, tôi biết rằng có hợp thì sẽ tan, có đầu thì sẽ có thúc. Trong giờ phút chia tay đầy lưu luyến này, chắc rằng quý thầy cô được nghỉ hưu cũng dân cào cảm xúc, cũng nói lên nỗi lòng của mình đến đồng nghiệp sau những năm gắn bó. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Nguyễn Thị Giang, giáo viên được nghỉ hưu, sẽ có lời phát biểu trong buổi lễ tri ân hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô. Toàn thể lãnh đạo phòng giáo dục, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh, đồng nghiệp đã dành thời gian đến đây để tổ chức gặp mặt chia tay với tôi ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí, được nghỉ hưu theo chế độ với tâm trạng gác máy con chèo, tạm biệt công việc, cơ quan đồng nghiệp và bạn bè để trở về với cuộc sống đời thường cùng với thời gian 5 tháng của cuộc đời còn lại. Chia tay hôm nay để khép lại một hành trình, và trong buổi chia tay này tôi cũng có đôi lời tâm sự. Kính thưa quý lãnh đạo, quý thầy dạy, quý thầy cô giáo, những năm tháng gắn bó với nhà trường, với ngành giáo dục suốt cả cuộc đời chung sống và làm việc, có những lúc vui buồn, những lúc giận hờn bộc phát làm cho
lòng không vừa, ý không thuận. Giờ đây chia tay nhau giữa người ở lại và người ra về, sự gặp mặt thường xuyên từ nay rất hạn hẹp trong điều kiện không cho phép. Vì vậy trong buổi hội ngộ chia tay hôm nay, những gì chúng ta còn thiếu sót trong khoảng thời gian vừa qua của mọi người với tấm lòng nhân ái, con mong các đồng chí hãy cảm thông chia sẻ, hãy đọc lòng thị xã cho nhau để lòng nhẹ nhàng, để tâm trí thảnh thơi trong đời người còn lại. Kính thưa quý thầy cô, quý anh chị em đồng nghiệp, mặc dù tôi không còn công tác ở nhà trường nữa, nhưng đối với trường trung học cơ sở Quý Long hiện đang là một nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó là phải lên chuẩn quốc gia. Chính vì thế, trong thời gian tới, năm học 2020-2021 đòi hỏi sự chung tay góp sức toàn thể cán bộ giáo viên công viên nhà trường. Hãy đoàn kết cùng với hiệu trưởng mới để hoàn thành cái sứ mệnh lịch sử mà đảng và nhà nước giao phó. Và tôi mong rằng là quý thầy cô hãy làm cho bộ mặt nhà trường càng ngày càng khởi sắc và phát huy tinh thần đoàn kết để hoàn thành sứ mệnh của mình. Và giờ đây không còn gì để nói nhiều hơn nữa, tôi xin tạm biệt quý lãnh đạo, những người tôi luôn kính trọng, tạm biệt những đồng nghiệp bạn bè mà tôi vô cùng thân mến, tạm biệt mái trường mà tôi dành cả tuổi thanh xuân để gắn bó và cống hiến. Xin tạm biệt. Cuối cùng, chúc sức khỏe quý lãnh đạo, quý thầy cô giáo, quý đồng nghiệp, quý bạn bè trong và ngoài nhà trường đã dính thời gian đến đây để hội ngộ và chia tay. Và xin cảm ơn và xin trân trọng kính chào. Xin cảm ơn cô. Kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mãi luôn nhớ về quý đồng nghiệp, các em học sinh và môi trường trung học cơ sở Quý Long thân yêu này. Kính thưa quý vị, đến với buổi lễ tri ân chia tay với cô Nguyễn Thị An hôm nay, chúng ta rất vinh dự được đón tiếp cô Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên là giáo viên của trường. Xin nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị khách dự, quý thầy cô, nhằm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo ngành giáo dục huyện Cao Lãnh và để ghi nhận công lao đóng góp của cô Nguyễn Thị Giang trong sự nghiệp trồng người, sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Kim Châu, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Lãnh, có lời phát biểu trong buổi lễ tri ân dành cho cô Nguyễn Thị Giang hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Của trường trung học cơ sở Vĩnh Long. Lời đầu tiên tôi thay mặt cho lãnh đạo phòng cũng như là cán bộ công chức viên chức của phòng chúc mừng cô Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng, nhà nước, nhân dân giao phó trong một cái thời gian khá dài, đó là trên 34 năm công tác. Và một lần nữa chúng tôi thay mặt cho lãnh đạo phòng cũng như là anh em của phòng ghi nhận những cái công lao đóng góp trong suốt 34 năm công tác của cô. Trong cái thời gian công tác của cô thì cô đã cũng chuyển công tác là 2 lần. Khi ra trường thì cô công tác ở trường trung học cơ sở Mỹ Hiệp, và sau đó thì cô về công tác tại trường trung học cơ sở Mỹ Đông với 2 nhiệm kỳ làm công tác là quản lý của đơn vị trường. Thì chúng ta biết là trong cái công tác quản lý của cô Giang thì cô cũng đã cố gắng hết sức và đồng thời phấn đấu để làm sao cái tập thể đơn vị của trường mình đạt được những thành tích, mà cái công lao đóng góp của cô thì chúng tôi cũng ghi nhận, rất là ghi nhận. Trong đơn vị của trường trung học cơ sở Mỹ Long, khi cô đảm đương làm công tác là hiệu trưởng của đơn vị trường thì đơn vị trường cũng đạt nhiều cái thành tích, từ giáo viên dạy giỏi các cấp cũng có, mà học sinh giỏi cũng có, và đơn vị trường cũng nằm trong cái top là hoàn thành tốt nhiệm vụ và lao động tiên tiến của đơn vị trường. Cái sự nỗ lực phấn đấu của cô, bởi vì trong cái thời gian công tác, tất cả chúng ta ở đây cũng như là bản thân tôi cũng như là tất cả quý thầy cô
Khi mà mình làm nhiệm vụ đảng, nhà nước, nhân dân giao phó thì bao giờ chúng ta cũng muốn cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, để khi mà mình về hưu đó thì cái tâm hồn của mình về với gia đình, về với chồng con, với dòng họ của mình là an tâm nhất. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn, cũng như là tôi đứng đây thì khi đến ngày mà tôi về hưu thì tôi cũng mong muốn như thế. Trong cái quá trình công tác của cô thì cô cũng đã nỗ lực hết sức, coi như là nhiệt tình trong cái công việc. Như hồi nãy là cái lời tri ân của giáo viên của nhà trường, cũng như là đại diện cho công đoàn ha, cũng tri ân hết sức là tình cảm sâu sắc. Và một cái điều mà chúng tôi ghi nhận, khi mà cô là một giáo viên của trường Mỹ Hiệp cũng như là về trường Trung học Cơ sở Mỹ Long chưa khi là lãnh đạo, thì cái sự nỗ lực phấn đấu của cô để trở thành là một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, mà hồi nãy là thầy Khởi phát biểu đó là mất 2 lần giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đó là một cái công sức mà cô đã bỏ ra trong cái quá trình công tác của mình, cũng như khi làm công tác lãnh đạo thì cô cũng đã tạo cho một cái tập thể của mình làm sao có cái sự đoàn kết, và đồng thời những cái hoạt động điều tay trong nhà trường thì đó là chúng tôi cũng ghi nhận những cái công lao đó. Và một điều cô Giang hồi nãy là cũng có gửi gắm đến toàn thể hội đồng sư phạm của mình, cái nhiệm vụ chính trị của ngành, lẽ ra cái đơn vị trường mình là cái sự nỗ lực phấn đấu của Giang với lại nỗ lực phấn đấu của biết thầy cô là làm sao trường của mình đạt chuẩn quốc gia, lẽ ra là đạt trong năm 2020, nhưng ở đây cái điều kiện không phải là mình làm không được về cái trường chuẩn quốc gia, mà tập thể cũng như là cô Giang đã hết sức, nhưng mà do mình còn vướng vào cái tiêu chí là cơ sở vật chất. Tôi chỉ mong sao cái cơ sở vật chất của mình đã hoàn thiện, bây giờ cái khu ở phía sau này đã xong rồi, và đồng thời hiện tại bây giờ đang cải tạo cái giải này, thì khi xong rồi đó tôi chỉ mong muốn là tập thể hội đồng sư phạm của mình cùng chung tay chung sức để mà chúng ta hoàn thành cái việc trường chuẩn quốc gia trong năm học 2020-2021. Đó là điều mong muốn của lãnh đạo phòng, cũng như là mong muốn khi cô Giang mà về hưu đó thì cô Giang cũng mong muốn điều đó. Và trong suốt cái thời gian làm công tác, chúng tôi cũng đánh giá rất là cao về năng lực của cô Giang trong cái điều hành, cũng mong muốn là tập thể của mình đạt những cái thành tích. Và trong khi mà họp hội ở phòng giáo dục đó, họp hiệu trưởng, thì cô Giang cũng có nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng cho ngành giáo dục của mình ngày càng phát triển. Đó là những cái công lao và cái công sức, sự nhiệt tình của cô Giang chúng tôi luôn luôn ghi nhận. Cũng như trong cái quá trình công tác suốt 34 năm, trên 34 năm đó thì cô cũng đạt nhiều thành tích giáo viên dạy giỏi, rồi giấy khen, bằng khen, chiến sĩ thi đua, thì hầu như là cô đều có đạt những cái thành tích đó. Tuy nhiên thì trong cái phát biểu cô Giang thì cũng có nêu trong cái quá trình công tác mà một cái thời gian dài thì cũng có những cái vui buồn lẫn lộn. Thì bây giờ cô Giang về hưu rồi, những cái gì vui thì chúng ta động lại, còn những cái gì mà coi như có buồn phiền lẫn nhau coi như là chúng ta cho qua, để cái tình cảm bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp chúng ta luôn gắn mãi. Cũng như cô Giang cũng đã nói là khi mà cô về hưu, nhưng mà ở đơn vị trường này cô cũng gắn bó đã lâu, cho nên những cái gì cần thiết ban giám hiệu mà chúng ta hiện tại bây giờ, cũng như là công đoàn, cũng như tập thể hội đồng sư phạm của mình, có những gì cần để cô Giang hỗ trợ, thì tôi nghĩ cái điều này cô Giang sẵn lòng để hỗ trợ cho anh em của mình. Mà điều chúng tôi ghi nhận nhiều ở cô Giang như thế nào, đó là cái thời gian vừa qua đó, mặc dù sức khỏe của cô thì cũng nó cũng không có tốt hơn trước đó, nhưng mà cô cũng cố gắng để hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình. Khi mà nhận nhiệm vụ thì đó là chúng tôi cũng đánh giá cao, và một lần nữa chúng tôi ghi nhận những cái công lao đóng góp của cô trong cái thời gian vừa qua. Chỉ mong rằng là khi cô về nghỉ hưu, về với gia đình thì còn sức lực, cũng cống hiến cho những cái gì mà cái nơi mà mình cư trú. Nó cũng bởi vì cô cũng là một đảng viên, thì khi về nơi cư trú rồi thì có những cái đóng góp gì cho giáo dục, cho địa phương của mình, thì với cái tầm tay và với sức khỏe và với cái năng lực của mình thì mình cũng hỗ trợ. Cái hỗ trợ đó chỉ là mong muốn một điều như thế thôi.
Chắc cuối lời thì tôi thay mặt cho lãnh đạo phòng một lần nữa ghi nhận công lao đóng góp của cô trong suốt trên 34 năm công tác, và chúc cô cùng với gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc cuộc sống hàng ngày của cô. Xin cảm ơn ạ. Và để cái hoạt động của đơn vị trường Trung học cơ sở Mỹ Long và đồng thời hoạt động bình thường cũng đi còn đầy đủ ban giám hiệu nhà trường, thì tôi chỉ trao đổi một số ý như thế này. Khi cô Giang về hôm rồi thì chúng tôi đang làm cái công tác là nhân sự hiệu trưởng của đơn vị trường này. Khi mà có hiệu trưởng mới, khi có hiệu trưởng mới về đơn vị mình thì cô Giang sẽ có những cái bàn giao, những cái gì mà cần thiết trước mắt đó thì bàn giao lại cho thầy Thanh, để thầy Thanh là điều hành trong cái khoảng thời gian này. Và ngày hôm nay thì tổ chức tri ân với cô Giang rồi thì tôi sẽ báo với lãnh đạo ủy ban để có một là sẽ có một cái quyết định sớm cho hiệu trưởng đơn vị trường này sẽ tiếp cận trong cái thời gian là đầu năm học. Còn nếu như trường hợp mà có cái khoảng thời gian chưa làm kịp thì sẽ có cái quyết định cho là điều cho quyết định là xử lý công việc tại đơn vị trường mình để cho nó kịp thời, để cho nó kịp thời. Thì chỉ mong là cô Giang khi mà bàn giao lại những cái điều trước mắt đó, mà cái ba cái điều mà tôi quan trọng nhất trong cái việc bàn giao đó là về cái hồ sơ sổ sách của cán bộ công chức viên chức của đơn vị mình, thì chỉ mong cô Giang là những cái nhận xét đánh giá và tất cả những cái văn bằng bộ hồ sơ của giáo viên của mình thì cho nó hoàn chỉnh, cho nó hoàn chỉnh. Bởi vì sao? Nếu như trường hợp nó không có mà bây giờ cô Giang đã về hưu rồi, khi mà hiệu trưởng mới tiếp cận lấy cái bộ hồ sơ của cán bộ công chức viên chức của mình ra thì lại là không có nhận xét đánh giá, phải đi tìm cô Giang nữa thì nó rất là khó khăn, rất là khó khăn. Thì cái điều đó là tôi mong muốn là cái phần bàn giao này cho nó rõ ràng. Và cái thứ hai nữa đó là về cơ sở vật chất. Nói chung nói về cơ sở vật chất thì nó nằm ở đây, nó không có ở đâu cả. Tuy nhiên tôi muốn nhắc đó là cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu như trường hợp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chúng ta đã có rồi, chúng ta đã có rồi thì xem bàn giao cái giấy chứng nhận đó lại và có cái biên bản cụ thể. Và cái thứ ba đó là về tài chính. Bây giờ tài chính thì nó cũng đơn giản thôi. Kế toán sẽ là thực hiện cái phần giai đoạn do đầu năm này thì chúng ta cũng phải mua sắm chuẩn bị, bởi vì trường đạt chuẩn quốc gia thì chúng ta phải chuẩn bị rất là nhiều. Nhiều khi là khi mà chúng ta đã mua sắm xong các bộ phận, mua sắm chuẩn bị cho đầu năm học nhưng mà do chưa có chứng từ hóa đơn kịp thời gì đó thì cái đó chúng ta cũng kế toán cũng phải nêu một cách cụ thể, để tránh trường hợp khi mà hiệu trưởng mới, có hiệu trưởng mới hoặc là người điều hành cái công việc ở nơi này thì vài ba bữa cái có một giáo viên đưa lên một cái chứng từ nói là đã mua hồi cái thời gian trước đó thì không nên. Thì những điều mà tôi chỉ muốn trong công tác bàn giao cho nó vui vẻ, rõ ràng để chúng ta thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao trong cái thời gian tới. Chắc có lẽ là trong cái buổi tri ân cô Giang ngày hôm nay, một lần nữa chúc mừng cô Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, và đồng thời chúng tôi ghi nhận những cái công lao đóng góp của cô trong thời gian qua. Và cũng thay mặt cho lãnh đạo phòng cũng như anh em ở phòng giáo dục có một cái món quà nhỏ để thể hiện cái sự tri ân với cô Giang trong cái thời gian công tác với ngành giáo dục trên 34 năm. Mặc dù cái món quà này thì nó cũng phải là nó xứng đáng cho lắm, nhưng mà đó là cái tình cảm mà anh em ở phòng giáo dục muốn gửi đến cô Giang. Và xin trân trọng kính mời cô Giang nhận cái phần quà mà cái tình cảm của anh em dành cho cô. Xin mời. Xin cảm ơn phòng dục và một tràng pháo tay để chúc mừng cô Huy Giang là nhận món quà đến từ phòng dục đồng hồ Nguyễn Cao Lãnh. Cuối cùng thì tôi cũng kính chúc toàn thể quý đại biểu khách dự, quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành công.
đặc biệt đó là chúc cho đơn vị trường Trung học cơ sở Mỹ Long trong năm học 2020-2021 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mà cái điều quan trọng đó là chúng ta làm sao đạt được chương trình quốc gia. Mà muốn đạt được chương trình quốc gia đó là đoàn kết của tập thể hội đồng sư phạm của nhà trường. Đó là cái điều mong muốn nhất của chúng tôi khi làm công tác quản lý. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn phần phát biểu của cô Nguyễn Thị Kim Châu, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Cao Lãnh. Kính chúc cô luôn mạnh khỏe, thành công rực rỡ trong công tác lãnh đạo của mình. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần là chúng ta sẽ trao quà lưu niệm để kỷ niệm giữa tập thể đồng nghiệp với cô Nguyễn Thị Giang trong ngày tri ân chia tay nghĩa vụ hôm nay. Trước hết thì tôi xin trân trọng xin mời cô Nguyễn Thị Giang tiến lên sân khấu để nhận quà lưu niệm của chi bộ, công đoàn, các tổ và người thân bạn bè. Và xin mời thầy đồng chí Bùi Văn Thanh, phó bí thư chi bộ sẽ trao món quà của chi bộ dành cho cô Nguyễn Thị Giang. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho cô Nguyễn Thị Giang. Xin cảm ơn đồng chí Bùi Văn Thanh. Và xin mời cô Nguyễn Thị Giang nán lại ở sân khấu để tiếp tục nhận các phần quà của công đoàn. Xin mời đại diện công đoàn. Một tràng pháo tay để chúc mừng quý thầy cô ơi, chúc mừng cô Nguyễn Thị Giang nhận quà từ ban chấp hành công đoàn. Xin cảm ơn ban chấp hành công đoàn. Có thể nhờ người thân hỗ trợ cho con Quý Giang đi ạ. Tôi thấy là có con gái của con Quý Giang, em Nguyễn Văn Thanh. Xin mời hội khuyến học sẽ có quà lưu niệm dành cho con Quý Giang. Xin mời Văn Thanh lên hỗ trợ cho mẹ đi, để chuyển quà qua đây nè. Một tràng pháo tay quý vị ơi. Xin cảm ơn chủ tịch hội khuyến học. Và xin mời công ty bảo hiểm Bảo Việt. Một tràng pháo tay để chúc mừng cô Thúy Giang nhận quà từ công ty bảo hiểm Việt Cộng. Xin cảm ơn. Tiếp theo xin mời đại diện của các tổ. Xin mời các tổ mình là ưu tiên ha, mời ưu tiên quý thầy cô và khách mời thầy Thoại nè, cô Phượng đó. Xin một tràng pháo tay quý thầy cô ơi để chúc mừng cô quý gia nhận quà từ tổ dân. Và xin mời đại diện các tổ lần lượt chúng ta tiến về sân lễ để tặng quà lưu niệm với cô quý gia nguyên hiệu trưởng của trường. Xin mời anh Nguyễn Trung Chánh, quý viên võ thuật Taekwondo cùng tặng quà lưu niệm với cô Quý Giang luôn. Một tràng pháo tay chúc mừng cô Quý Giang. Xin cảm ơn các tổ. Đến dự lễ tri ân chia tay cô Quý Giang nay có thầy Nguyễn Văn Nữa, giáo viên của trường tiểu học Trung học xã Mỹ Xuân, xin được quan ơn. Xin mời thầy Nguyễn Thanh Thoại và thầy Nguyễn Văn Nữa cùng trao quà lưu niệm với cô Nguyễn Thị Giang. Một tràng pháo tay quý vị ơi, quý thầy con mình ơi. Những tình cảm hết sức là quý báu, giáo viên chuyển trường, giáo viên từ trường biệt phái cùng đến dự. Xin một tràng pháo tay nữa để chúc mừng cho cô Quý Giang và những món quà hết sức là đầy tình cảm. Và cảm ơn thầy Nguyễn Văn Nữa.
Và tôi nghĩ rằng trong buổi lễ tri ân chia tay cô quý vị hôm nay, tình cảm gia đình rất là quý. Cho nên là vào phút này chúng ta hãy dành một khoảng thời gian để mời gia đình lên tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với chị Giang. Xin mời em Nguyễn Văn Thanh, mời em Nguyễn Quốc Thanh, đặc biệt là ông xã của cô, chú Nguyễn Công Thành cùng lên tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm ạ. Một tràng pháo tay thật to, thật dài để chúc mừng cho gia đình của cô Nguyễn Thị Giang cùng dự buổi lễ tri ân hôm nay. Có cần không quý vị? Cho một nụ hôn trong buổi lễ chia tay đi ạ. Rồi, xin mời ạ. Đáp ứng theo yêu cầu với 1.000 khán giả ạ. Làm lại. Hãy lại yêu cầu dưới 1.000 khán giả. Hay quá, vỗ tay. Xin cảm ơn đại gia đình của cô Nguyễn Thị Giang ạ. Kính thưa quý đại biểu khách dự, quý thầy cô, có thể nói rằng cuộc đời dạy học của cô Nguyễn Thị Giang là tấm gương sáng. Cô đã chọn cho mình con đường đi vì một mục tiêu cao cả và duy nhất, đó là tất cả vì học sinh thân yêu. Cô thật xứng đáng với bốn cô thơ sau: như tấm gương trong chẳng bụi mờ, trọn đời dạy dỗ các em thơ, dạy chữ rèn người như gương sáng, sự nghiệp trồng người lòng ước mơ. Kính thưa quý vị, chương trình lễ tri ân chia tay với cô Nguyễn Thị Giang, nguyên hiệu trưởng nhà trường nghỉ hưu theo chương trình đến đây là kết thúc. Thay mặt ban tổ chức, kính chúc quý đại biểu khách dự, quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin trân trọng kính chào. Và hiện nay thì sân lễ còn rất là sáng, đầy đủ, và có thể phục vụ cho nhu cầu chụp ảnh lưu niệm. Rồi quý thầy cô khách mời, hiện nay thì xin giới thiệu với quý vị luôn là đến dự cái tay của cô Vy Giang có anh Đỗ Tình Hương, là giáo viên của trường Tiểu Trung Mỹ Sương. Xin nhiệt liệt quan lên chào đón ạ. Dạ, chương trình hôm nay kết thúc, xin mời quý khách dự vui lòng vào bên trong căng tin để tọa đàm liên quan. Xin mời quý thầy cô đồng nghiệp có nhu cầu chụp hình lưu niệm với cô Vy Giang. Chúng ta nán lại sân khấu vài phút.